Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo và sẽ sớm ban hành bộ tiêu chí mới đánh giá cấp độ dịch. Theo đó, cấp độ nguy cơ dịch bệnh COVID-19 chủ yếu sẽ dựa trên số ca nhập viện và số ca tử vong. Bộ tiêu chí mới vẫn dựa trên nền tảng của bộ tiêu chí cũ, ban hành từ đầu tháng 10 năm 2021. Tuy nhiên, hiện nay, tình hình dịch bệnh đã có sự thay đổi so với trước. Tỷ lệ bao phủ vaccine mũi một cho người từ 18 tuổi trên cả nước đạt 100%, mũi hai đạt 93%, tiêm liều nhắc lại là 11,5%. Ngoài ra, Việt Nam đã tiêm 14 triệu liều vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Dựa trên tình hình hiện nay, Bộ Tiêu chí mới sẽ chú trọng vấn đề ca bệnh phải nhập viện và số ca tử vong. Tiêu chí mới sẽ không còn đánh giá quá quan trọng về tỷ lệ ca nhiễm cộng đồng. Bởi hiện nay, việc điều trị ca nhiễm triệu chứng nhẹ và không triệu chứng tại nhà đã được áp dụng rộng rãi ở nhiều địa phương.